Xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì em đang có mặt tại trụ sở Viettel nhá. Cuối năm hàng nhiều quá nên là anh em phải tự bố trí xe để đi gửi hàng đây. Rất là nhiều hàng. 3 chuyến thôi, chuyến này là chuyến cuối cùng. 9 xe, súp này, một năm khủng rồ rất là nhiều. Đóng cực kỳ là kỹ luôn. Súp hơi 50 đây. Và này thì và trong Đồng Nai đây là 1-2 rất là nhiều đơn hàng gửi cho bác, hàng đi các bác nhá, bác phải ý tất cả các đơn này đều bên em đóng rất là kỹ, bo kín xốp nên là cái quá trình vận chuyển trước khi đến tay, trước khi các bác nhận hàng thì các bác không phải lo là vấn đề móp méo hay là bị chảy xước gì, toàn bộ đều được bo kín hết rồi. Cho hẳn xuống dưới anh ạ. Một số kiện ở trong đây như là đẩy biển vang này, nick tặng kèm khi bác đặt là cây 1-2 đây, bo kín xốp cho bác. Cuối năm nên là cái số lượng hàng đi trên đường rất là lớn, bác nào có nhu cầu quan tâm đặt hàng hay là muốn tìm hiểu về những cái bộ cấu hình mổ dàn âm thanh để chơi Tết có thể liên hệ trực tiếp vào ngày qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155 để bên em tư vấn và hỗ trợ các bác đặt hàng. Với những cái bộ dàn chọn bộ thì khi các bác đặt hàng thì bên em luôn luôn miễn phí cho các bác 100 km quanh khu vực cửa hàng, miễn phí con lắp đặt tại nhà. Đấy, còn những bác khách hàng ở xa thì sẽ hỗ trợ toàn bộ cước vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra, test hàng rồi thanh toán. Các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên em